Nhà bữa nay hết sớm rồi, chạy nhanh. Đụng vô nhà người ta. Chết muộn. Rồi. Cục hai cho sao đỡ. Dạ chào quý mọi chứ. Cái đồ bán hết sớm cho chú. Bán hết sớm cho. Bán hết sớm cho. Rồi tôi đang nói hết... tôi đang ở lên đi lên. Bây giờ bữa nay đi sắm đồ. Đi sắm quần áo vô chợ. Trời lúc, tại đây, đeo bộ thôi. Bỏ gửi. Nay đi sắm đồ á. Lâu quá vô nói mua thích mua cái gì mua. Thì ông chợ nè. Thì mua quần. Thích mua quần mà. Ờ thì vô đó lựa cái nào thích rồi đi, đi. Nhanh. Lâu quá. Tôi đang ra vô đồ. Ờ nó rồi ở dưới. Nó đồ cười hoài luôn á. Đây là chú Pha cục hai chân bắn có số không? Bảo chú hôm nay dẫn chú đi shopping. Là đi mua quần áo. Ủa, mọi chú đón theo dõi quần áo mua bao nhiêu nha. Ờ, nhị mua áo luôn ha. Mua quần rồi mua áo luôn ha. Được không chú? Ờ, áo quần luôn. Ờ, mua đi con trả tiền. Cái này là của cô bên tiểu bang Florida nhờ con mua đồ cho chú. Thì chú cứ mua mấy bộ. Ờ, coi có gì thích gì mua đó nha. Ủa bữa nay bán nhiêu giá chú? Bữa nay bán nhiêu giá? 300 luôn hả? Bữa nay lên đô luôn. Bữa nay lên đô bán 300 vé luôn. Ngày lễ phải không? Chứ ngày chứ ngày thường bán nhiêu giá? 250 phải không? Bữa nay tăng liều không? Lên. Ngon cừ hoài luôn á. Đó, đó bảo chỗ này. Này dẫn chú Pha đi shopping. Là đi mua sắm thì cũng không chú không biết nói tiếng Anh vậy có đúng là không đó. Nhưng mà cũng gắn nói với ông bà cô chú. Anh chị các bạn. Rồi. Rồi vô luôn chú. Khỏe vô. Giờ đây là mua chú mua cái gì chú mua quần áo có mua khăn gì không có mua khăn gì không khăn gì không khăn tắm mà rồi khăn tắm mày không khăn cái ờ hiện cái giờ ờ rồi ơi giá ơi mua đây rồi con trả tiền cho đây không biết có bán đồ bán đồ nữ ở đây có bán đồ nam không chị quần sọt này kia khăn này kia đâu có đâu chị lấy ra cho chú lựa coi nay sang bữa đâu chú là chị lấy ra cái quần mà có loại quần quần vải mà quần sọt không chị quần diễn được hết là chị lấy ra nhiều mẫu đây với áo với cái khăn này kêu nay mua cho chú Khoa một bữa rồi đó bây giờ chú thích cái nào thì chú mua cho cái đó nha rồi chị lấy nhiều mẫu ra đi rồi khăn nữa khăn tắm luôn quần xà lõn quần kêu cái loại kia quần vải kìa chú ăn được không đâu đây chị lấy là quần vải đó cái đó quần vải đó chú được không đó bây giờ cái nào quần sọt nó lỡ là quần vải á con thấy cái loại quần vải á chú chị đó, hiện ra cho tới rồi đó được không chú thấy được không đó chứ cái đó nó có dây thâu vô nữa đó chú không có sợ nó tụt quần đâu đâu thử rồi thử cái không có bự đâu vừa không có bự đâu nó có cái dây nè có cái dây thì rút lại đó đồ bằng thử cái rồi đâu chú bằng thử cái bằng luôn đi chứ sao mình lấy thích thì mua nhiều còn không thích mua ít đâu lấy thử ai chú bằng thử ai ý là lấy cái màu tối hay vậy lấy cái nhỏ chị loại nhỏ đâu chú bằng thử cái ơi được không như lấy hai cái khăn tắm luôn đi chị
Đó, bán cái số gì bán nhanh như vậy, bán 300 vé luôn mà mới chắc này hết rồi. Bán dọc theo đường lộ, đường lộ bên sao cường, bên sao cường ngày nha, sao bữa nay ta trúng à, ngày xe nó chạy muốn bên này đường qua kia đường qua khó, qua khó luôn hả? Khăn bự đi, khăn bự chà bá đi. Ôi trời ơi, khăn tắm đợi. Khăn tắm khăn nè. Ôi khăn đi tắm biển mà. Khăn đi tắm biển, khăn đi tắm thật. Khăn gì cơ mà. Đây đã mua khăn tràn rồi, giờ không ai bán hết trơn á. Rồi, giờ đâu quần này bán đâu? Đâu chú? Chú bạn thử cái quần này coi được không? Được rồi, rút vài cái. Áo khăn đó được đó, nó ăn lau mình khăn này được không? Khăn lau mình được không? Được. Bây giờ là mấy cái, lấy mấy cái. Hai cái đi, hai cái. Hai cái đi. Chơi đâu chú bạn ơi, mấy cái được vừa chú. Cái này ổng về vừa. Giờ ổng về vừa phải không? Vậy là cái này mấy màu chị? À, lấy màu tối tối đi, lấy thêm mấy cái nữa đi chị. Dạ. Đây là đầu lấy rồi cái kia nữa coi. Đầu lấy cái mẫu khác rồi, chú phải chịu mới được. Chú vừa ý mới được. Đó, cái kia. Nó bằng sang nữa, cái kia. Sang lắm á. Đó, sang luôn á. Đó, ngon. Cái đó giống như quần vải vậy đó. Đâu tháo cái tay coi. Ông mang ra giùm con đi. Đẹp lắm đó, bằng heo đẹp lắm đó. Đó, ngon lành á. Im á. Size 31 không biết vừa không, đâu chú thử à, chú gài vô thử cái cổ là biết à, vậy đó. Cầm dĩ lý, cầm dĩ là lấy vô cái cổ là biết à, người ta chưa cắt lai đâu, không xỏ là được đâu. Đâu thử cái cổ rồi là được rồi. Đó, thử không? Được không? Rồi ok. À, lấy mấy cái. Có màu nào khác. Ờ màu khác nó mấy màu, lấy mấy cái vậy? Màu này tao cũng cho bằng màu. Trời ơi, ý là nhiều màu, chỉ lấy nhiều màu. 31 thì 31 được mấy màu? Được mấy màu màu chị? Được mấy màu? 3 màu, 4 màu. 4 màu thì lấy 4 cái. Dữ vậy. Có gì đâu, bạn lâu mới mua sắm một bữa chứ phải mua cho nhiều cũng chút để dành á. Một clip lên là khó lắm nghe chú. Dạ. 4 màu thì lấy 4 cái. Dạ. Bây giờ thử cái được, gì bạn được không? Thử cái được. Dạ. Cái ống về là vừa đó. Thử cái được. Vừa rồi. Không vừa phải không? Còn không vừa cái quần này nè. Chú bạn vô thử cái được không? Chú bạn thử đi, chồng lên. Vừa phải không? Rồi. Rồi. Vậy còn muối gì nữa không? Bây giờ coi chú còn muối gì nữa không? Muối gì nữa không? Hay như thôi. Không, mua áo gì không? Mua áo gì không? Áo thun không? Đâu. Vậy không, số bự hơn chắc không vừa đâu chị, có nhiều ấy chị, cho có áo thun nào, có áo thun nào mà cái màu cho nó gọi có màu hồng cách sen không, lấy cho chú màu hồng cách sen vẫn cho nó mát, nói vậy cho lấy cho chú màu tối tối đi được không chú? Đó được không? Được không chú? Được không? Bự quá, bự nhỏ bự quá, lấy nhỏ. Cái này bự lắm chị, em nhìn thấy rồi, chào bác hết phải không? Rồi hết rồi, rồi vậy thôi không? Không có muối gì nào? Rồi anh thui vậy, nó đen chút xíu anh thui. Trời, vậy là còn muối gì nào? Phá, còn muối gì không chú? Không. Rồi. Rồi không mua gì, tính tiền đi. Tính tiền chạy. Tính tiền. Đây. Đây. Hai khăn nữa, rồi chỉ ra chỉ tính tiền cho em đó chạy. Đây. Đâu cái nào hai cái khăn, lấy thêm cái sọc nữa là 4 cái. Ủa nãy hai cái này nó hai cái đó hả? Hai cái quần thầy có hai cái khăn, hai bốn quần, hai quần short, còn cái nữa hai quần xà lỏng màu khác. Được không? Thấy cái rồi đó, rồi tính đi chạy nhiêu à, tính đi hai cái quần nhiêu, hai quần kia ha, bỏ túi này lớn lắm, trời túi gì, 320 rồi, bây giờ là hết trơn là 320 ngàn, đây,
Là để tính kỹ ra nha. 280 đây. Đây chạy. Ờ núi tới núi lấy cái túi lớn là đưa 320 đưa 500 á. Rồi, bây giờ cô ở bên tiểu bang Florida nhờ con bữa nay mua đồ cho chú rồi chú có lời gì gửi đến cô bên tiểu bang Florida không? Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi. Tôi chúc sức khỏe cô luôn luôn mạnh khỏe và làm ăn cái gì cũng thành công. Rồi. Dạ thì con thay mặt chú Pha cục hai chân bán giấy số con cảm ơn cô Florida đã hỗ trợ cho chú sắm quần áo và cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian để xem kênh Năng Lực Sống Channel. Thấy hay nhớ đăng ký share like cho vui vẻ em lan tỏa em có cơ hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Dạ cảm ơn. Dạ chào chú nha. Rồi đây là nguyên một bịch về luôn á. Rồi quét hôm về luôn đi chú. Rồi bye. Dọn này về luôn đi. Bữa nay chạy 100 cây số giờ này bữa nay hết sớm rồi. Chạy nhanh. Chạy nhanh rồi. Cục hai giò sao đỡ nổi. Cục hai giò sao đỡ nổi. Rồi bây giờ quét hôm đường này phải không? Đường này là chú chạy thẳng tới bọc qua là được. Rồi, dọn đi. Rồi. Bây giờ nay bận đồ đẹp ha. Rồi. Rồi rồi, ok. Rồi, chào chú.